Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay em về được hai cây đẹp lắm nha. Một cây dít với một cây ARC. Khúc ngắn khúc dài, cái này là zin của nó luôn nha mọi người. Chứ không có độ chế gì đâu nha. Này là em đảm bảo 100% luôn. Là zin luôn á, chứ không có độ chế gì hết đó. Khoan là khoan sức nha, buji sức. Em quay lại cho mọi người coi. ARC là game nè. S7K60 nha. Rồi thông số nè. 1484 gram nha. BE là 1.5-4 nha. Chiều dài là 7.6. Cây này là da băng luôn nha mọi người. Hàng của Shimano. Khoan xích hết luôn nha. Cây này mới chắc không phải 9 mấy% á. Không có chạy xước gì hết. Rồi tới cây này là cái dít nội địa ha. Khoan xích luôn. Tải 300 gram. Cứng như cây củi vậy. Cứng lắm. Hãng của nó nè, Medusa Custom Work. Rồi, cái này thông số nha. B56 nè, dít 150 nè, cho đến 300 gram nè, mắc kim da băng. Cây này là cần nội địa, trên nền nản của nó hơi lạ chút nha. Cây này là máy máy đứng. Chiều dài của nó nè 5.3. Còn đẹp lắm luôn nha. Mắt buji, cây buji xích luôn. Chữ nghĩa đầy đủ. Không có chày luôn nha. Còn đẹp lắm. Em quay từ từ cho mọi người coi nè. Cây này là 5.5 triệu nha. Rồi. Còn cây này là 4.9 triệu nha. Hai cây, cây nào cũng trên 90% hết á. Rồi anh em có nhu cầu liên hệ nha. Còn hình ảnh em sẽ chụp chi tiết sau, chụp đăng Facebook. Rồi chào mọi người nha.